Yo, hôm nay đi Sài Gòn đêm cuối tự do cuối cùng nha. 15 ngày sau tự do tiếp mà. Thôi, nửa tháng trôi qua lâu lắm. Nhanh lắm anh ơi, thiệt. Bây giờ là 8 giờ 21 phút theo đồng hồ ở Hàng Xanh. Vậy là Sài Gòn chỉ còn tầm 3 tiếng 40 phút nữa thôi. Nhân sự kiện trọng đại này mình phải đi vòng vòng, mình coi dân chúng nó kéo nhau mấy cửa hàng mà. Liệu là mấy cửa hàng bán thực phẩm còn chống cự nổi trước số đông quần chúng hay không? 5 giờ đóng cửa. 11 giờ nước đóng. Bây giờ là 29 độ C. Nóng vãi. Giờ clip mày nói nóng vãi. Ủa vãi đúng rồi, nóng vãi cả mồ hôi ra. Mấy anh rap đang kể chuyện chiến cuối cùng. Tình hình là mọi người ra đường vẫn rất là đông. Không có dấu hiệu suy giảm. Đi bữa cuối. Ai cũng mang tâm lý là hưởng thụ những giờ cuối cùng. Như kiểu là có nhiều đồ ngon ăn hết đi. Có như trời sữa mua gì đặt hết đi. Tè tưa, tè tưa, tè tưa. Nói công an không thèm chụp luôn là hiểu rồi đó. Để đi chấm dịch dựng. Dựng ra dựng chết rồi anh ơi. Công an tranh thủ đi chơi rồi. Chứ từ ngoài là hết đi chơi. Chắc đi chơi. Con đường quen thuộc mỗi khi đi dạo. Hôm bữa không quay đường này rồi. Thì đó, thì lần nào đi dạo không đi đường này. Mấy là anh không quay em đi đường khác. Đi Phạm Văn Đồng được không? Ủa chứ mấy lần trẻ em cũng đi Phạm Văn Đồng rồi mà. Ý là đi quay á. Đừng có quay gì đâu. Đó, hàng hot đó. Chơi phải chơi tay ga phân phối lớn. Tại người ta không biết đi tay con. Những con người lười biếng. Thì nên chúng ta mới mua chơi tay ga. Mình là phải luyện cái tay bóp đi cho nó quen. Có nhiều thứ để bóp mà. Bóp gì vậy? Ví dụ như là bóp để mở nắp đồ hộp nè. Ở nắp đồ hộp giờ người ta có đồ khui rồi. Phải lúc nào cũng có dụng cụ đâu đúng không? Thì chờ khi nào có dụng cụ rồi khui. Giờ đi đâu ta? Còn thành phố nữa hả? Into the town. Trung tâm thành phố. Vẫn còn rất nhiều người vô gia cư ở trên cầu. Những người này dịch. Làm sao cấm ra khỏi đường đây, ra ngoài đường đây. Ừ, là dịch rồi cấm người ta kiểu gì ta. Không hiểu. Bây giờ phạt tiền cũng không có để phạt nữa. Yêu cầu những người vô gia cư chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết. Khùng ghê. Anh khùng quá. Đây, những con người đạp xe đạp ơi, hãy tận hưởng đi nào. Thôi gỡ kính nắm bảo hiểm ra tận hưởng luồng gió. Trời ơi, tôi coi vẫn còn mở kìa. Nó còn những vài tiếng cuối cùng, tiếng rưỡi nữa. Mày còn không có mà mua. Không sao, cứ bình tĩnh. Vài ngày nữa hàng lại về. Ở Đà Nẵng hồi đó là
một tuần chỉ được đi chợ 2 lần thôi. Ủa cái đó là chợ truyền thống mà đúng không? Ừ. Ra đường đi bộ cũng bị phạt nữa. Ghê vậy hả? Ừ. Ra đường đi xe bị phạt không? Có xe cấp cứu rồi mấy má ơi. Kệ chứ. Thì mấy thở luôn. Đại Covid. Chắc gì. Thở cấp cứu là Covid là còn gì. Mỗi Covid là ảnh hưởng tới thở hả? Ừ. Trời ơi, bi mát. Mọi người trời ơi, anh thấy chưa? Tranh thủ mua đồ về, ở nhà không biết làm gì thì làm bánh. Trời ơi. Anh thấy chưa? Thiết yếu chưa? Anh thiết yếu sao người ta đi xếp hàng được? Nó không thiết yếu nên mới tranh thủ mua, sợ mai đóng cửa. Để mai đó giảm bình thường sao? Lên fanpage coi thông báo rồi. Như up bây giờ em thi chưa thấy thông báo gì rồi đó. Vậy chưa thông báo gì đóng cửa đó. Không. Nên mở cửa phải thông báo là chúng tôi vẫn hoạt động bình thường. Cấm về rồi những người không biết nấu ăn sao ta? Đổi. Ăn mì tôm 15 ngày. Ăn xong tay chân run rẩy. Vậy tính ra nhờ nhờ giãn cách xã hội mà tiết kiệm tiền luôn hả? Đường xá hôm nay bỗng dưng nhộn nhịp khác thường. Hôm nào trễ dậy. Ừ, mình thấy người ta như kiểu đi đâu á, chứ không phải là đi kiểu như đi mua đồ ăn rồi đi chơi, chứ không phải là đi làm về. Làm gì giờ này nữa. Ở đường cũng đông quá trời luôn á. Có mèo kìa. Chắc là đi siêu thị. Tầm ngày người ta chỉ mới mua đồ ăn thôi ha. Tranh thủ đi chơi, không gió. Ra đường để nhìn mọi người ra đường như thế nào. Ôi, sao đường này đông dữ vậy? Bởi đông hơn bình thường. Tranh thủ ra đường ngày cuối nè. Thường ngày đường này vắng tanh luôn á. Lúc dịch. Sao ba lô đeo mà đựng mèo lại màu đen như vậy? Ai đâu thấy được con mèo. Tao mới cho con mèo không gian riêng tư, không có bị ánh mắt dòm ngó. Vậy sao không làm màu đục luôn đi? Con mèo để cho con mèo dẫn nhìn đưa được. Chặt cho gì. Đi thử đường gì? 3 tháng 2 xem hôm nay có nhóm tình nguyện nào phát cơm không? Để mai khỏi phát hả? Ừ. Còn bữa cuối nè, ráng phát.
xong tùm tùm lại xong hết cả mớ về đồ. Từ ngày mai là không được tụ tập quá hai người ở ngoài phạm vi trường học cơ sở. Không, chị thầy 15 đã dạy rồi mà. Chị 15 như 5 người hay gì á? 3 người hay 2 người gì á, vẫn còn phát kìa. Úi trời ơi, cái siêu thị đông vãi. Sao? Mình cam á. Vô làm gì ta? Đi siêu thị. Nè, vẫn đi phát mà đúng không? Ừ. Ở đâu phải đâu, lộn, đưa tiền mà. À, đi ráp hả? Giờ này chưa thấy ai phát hết. Chắc cũng có thôi. Lazy bét. Cái gì? Túi lười. Túi lười bự vậy luôn á hả? Ghế chứ ta. Là ghế lười. Tính ra chung cư bạn anh nó phong tỏa. Ừ. Nó cũng chỉ gọi là thua thiệt người ta thêm vài ngày thôi. Chứ người ta giờ không thua ra được. Vậy cũng đỡ. Có gì hết hết phong tỏa xong mình cũng hết cách ly. Ừ. Chứ nhìn người ta được đi mà mình không được đi tức lắm. Có thằng bạn anh ở quận 6 á, quận 6 Bình Tân gì đó. Ừ. Hồi cái hồi anh Vũng Tàu là chung cư nó cách ly 14 ngày. Ừ. Xong rồi anh lên Sài Gòn hết 14 ngày đúng không? Tưởng nó dở rồi, ai về quận 8 cách ly tiếp 14 ngày. Xong hết 14 ngày rồi, gần hết rồi, giờ tới được thành phố 15 ngày. Một tháng rưỡi luôn. Trời ơi, này qua đường kỳ quá. Chứ không nổ mà nụ cười tự tin chứ làm gì vậy? Nụ cười nó cười tự tin gì, cười kiểu những tình huống khác vậy như thế này chúng tôi chỉ cần một nụ cười tự tin. Hay là nghĩ là gỡ tay thắng ra lên Sơn lại ta. Đúng rồi, cầu Bình Sơn còn để làm cái gì? Còn để dành Sơn hết cái xe. Gỡ hết cái xe lên vô Sơn đi. Đường này nó đông rõ ràng luôn á. Cầu vượt Thành Thái. Phải gắn thêm cái cam ở đây nữa nè, quay ngược lại mới đúng. Để cho mọi người được chiêm ngưỡng mặt của tôi. Gớm, ai thèm giờ. Mình chỉ là người đứng sau camera. Thấy xe kia đóng cửa rồi, không thấy ý là ta chị mụn mà. Không biết sửa rửa mặt ở nhà còn rửa đủ 15 ngày không? Dừng lên. Ôi em thấy chưa? Mấy thứ nó thương yêu lắm luôn á.
mà không cho bán. Thiếu đó không có chết em ơi. Chà, mặt mụn xấu chết. Xấu chết rồi. Rồi. Nay chạy xuống Kinh Dương Vương luôn đi. Chạy xa xíu. Quay chiều khu đó trời. Bữa cuối rồi. Đâu cần đi xe gì. Sao đường đông dữ vậy ta? Hồi những người tranh thủ ra đường. Mấy anh nào đang chạy những chuyến cuối rớt. Mà tại sao cấm mấy cái gia đồ ăn ta? Trời. Không hiểu nè. Mà ví dụ như là không cho mấy em bán mang về đúng không? Ừ. Thì chỉ cần là không bán cho người dân thôi, vẫn đưa cho mấy anh ship. Bởi có bao nhiêu anh ship đâu. Là ai sợ mấy anh ship chạy nhiều quá lây lung tung. Tiêm vắc xin cho mấy anh ship đi. Thành đối tượng tiên luôn. Không có cái đội ngũ đó thì nhiều người chết dở, không dở chết dở luôn á. Ý đàm sen kìa. Thế giới tuyệt trời. Chắc ế vậy em. Không biết còn sống không nữa. Chưa mai mấy người đi làm vẫn đi làm mẹ. Mang tiếng kêu liệt kê mấy cái ngành nghề thiết yếu rê chứ. Trừ khi mấy ảo xuống tận chỗ bắt hôm nay nghỉ việc. Nói chứ kiểu hạn chế được như hạn chế thôi chứ không có tuyệt đối được. Như nói chung mấy cái tỉnh thành kia nó nhỏ, họ này bự quá á, quản lý sao cho nổi. Bự mà còn kiểu có mấy khu công nghiệp nữa. Rồi mấy cửa hàng bánh người ta vô hết trơn luôn á. Bánh gì, bánh mì hay bánh gì? Bánh mì á, chắc còn một bánh kia. Ừ. Chắc còn một bánh kim. Ê lỡ giờ mười mấy ngày nữa tới sinh nhật không giờ mua để sẵn. Thì thành một cái sinh nhật không bánh kem. Có khi phải sinh nhật online nữa. Mua rồi em mua bánh kim gì đông lạnh. Ủa đi tới đâu vậy? Về đi. Còn lại hả? Ừ. Mình đi rồi, lại đi hướng khác đi, đi xe với mệt. Lên cây gõ mình lại không bàn. Cây gõ không? Cây gõ là gì? Lại em thấy có cây thì em nghe tiếng gõ gõ gõ. Mấy cây gõ gì vậy? Em xuống em gõ. Em tưởng em xuống gõ đi, thị phạm cho em biết. Em xuống em gõ, em la lên cái gõ đi. Tâm hốt đi, chạy tâm thần. Chạy tâm thần chắc không có bị nhiễm Covid đâu ha. Ai biết được, chạy với em nó còn nhiễm.
đợt này mẹ thành phố Hồ Chí Minh giờ không dám giảm kê, chắc mẹ thấy vui lắm. Trong là tại anh thấy người dân Sài Gòn nhiều ỷ y lắm. Mấy người ra ngoài đường ngồi. Mà mấy người đó đâu có lây đâu anh. Biết được. Nói chung là có mấy chục ca điều tra dịch tễ là không biết nguồn lây từ đâu rồi đó. Biết xong giờ người ta quên hội thánh phục hưng luôn rồi. Hết rồi. Chuỗi hội thánh đó, coi như là hết rồi. Chắc vậy hết. Giờ N chuỗi khác. Giờ không có đếm nguồn lây nữa. Mấy cái chuỗi cũng liên quan tới thờ hội thánh mà, cái chung cư e-home rồi mấy cái chuỗi đó lây quá trời đó. Có liên quan hết á, nhưng mà kiểu là sao ta, kiểu là phải phân chuỗi ra để dễ quản lý. Em nghĩ là rap nên thăm minh chuyển ra rap phết thành rap ship đi. Chẳng lẽ ship hàng thôi. Chúng tôi ship hàng là ship đồ ăn. Ủa lá hồi có mua gì ăn uống gì không? Biết. Uống trà sữa. Uống trà sữa đặc quá chứ. Gì đặc gì nữa anh. Ai giao. Chưa 9 giờ mà. Dạ. Phải khỏi đi. Mua luôn phải không? Không đặc đúng không? Ừ. Chơi sang bữa ha. Thôi nghèo lắm. Nghèo lắm là đòi mua không đặc. Phải khỏi uống. Đặc rẻ hơn. Khỏi uống. Nhà còn trà không? Ờ nhiều lắm. Tự làm trà sữa. Bữa giờ tự làm trà sữa không cho ai. Bây giờ có uống trà sữa đâu. Tự làm phải làm cái lít. Đó là hết sữa. Ừ, chủ yếu là hết sữa thôi. Chứ trà đâu có nhiều đúng không? Ừ. Em đã thông minh bằng cách quậy thêm nước rồi nè. Chứ trà và sữa không lỗ chết em. Thật ra mình uống mình xót tiền mình thôi chứ lỗ ai. Giàu xó. Nhiều rồi. Thì mấy ngàn lít khoe ngày hết trơn. Hai ngày. Coi như tổng chi phí của mình là chưa tới 50 ngàn một lít. Thì dĩ nhiên rồi đó. À, mua bên ngoài 60 rẻ nhất. Đi nãy giờ nửa tiếng nữa nè. Ghê dạ. Hồi nãy 8:20. Ôi trời mua gì vậy? Không phải. Thăm làm gì á? Chắc là lấy mẫu. Ồ hết hồn. Bên này cũng đông. Trời ơi đồ LA. Hồi chiều em thấy trăm rít á. Cái chỗ có cái tâm mình là mấy bạn mua ủng hộ phở nhà mình đi. Mình lỡ nhập nguyên liệu thêm 2-3 ngày nữa rồi. Mình lỡ nấu nguyên liệu cho ngày mai nữa rồi. Ủa thông báo trước mà lỡ. Ê này cái chỗ giăng dây không cho vô luôn. Hôm nay mới thông báo mà anh. Hôm qua ý là nhưng mà kiểu là trở tay không kịp á. Thì nhà bạn ăn chết. Thì thôi 15 ngày cũng có phở ăn rồi.
Dạ không, không cho bé mang về thì bạn tự thiện. Em này tự thiện không? Khổ là tự thiện bỏ vô cái gì ta? Đi học à? Hộp nhựa. Chắc vậy thôi. Không tiền học. Tự thiện. Ở trên TikTok á, mở cái anh mày tập gym mà ăn chay á, thấy không? Ờ, anh nó cũng đi làm từ thiện phát cơm chay á, mà ổng đầu tư lắm nha, cho hộp bẻ mía đồ. Là thứ bảy này mùng 1 rồi nè, hỏi ăn chay luôn. Đi vô Âu Lạc mua đồ ăn chay. Mắc gì phải đi Âu Lạc mua đồ chay làm sẵn. Ở đây mua giò được kìa, mua chẻ được kìa. Cô Hoàng cũng kiểu mua gì thử. Hèn chi, thấy nãy giờ chạy cứ bóp còi đá đèn các kiểu. Thì sao? Bán tải. Kỳ thị mấy người bán tải của anh ơi. Kỳ thị mà. Đấy là kỳ thị. Nó chạy cũng có nhanh gì đâu. Bệnh viện đại học Y Dược. Như thằng này nè, chạy chậm thì khó hiểu nè. Chắc la nói chuyện. Ở xe không có đèn luôn kìa. Rồi, mở rồi, mở rồi. Nghe anh nhắc luôn hả? Ủa, xe đó không có tự động của ta? Hay là đang tập lái ta? Chắc là tập lái xong người ngồi bên cạnh nhắc mở đèn đi. Hồi nãy để phụ nữ hay đàn ông lái không? Để. Khi chồng tập cho vợ. Kìa em ơi, sắp giãn cách rồi, đường vắng nè. Đường vắng gì? Cái đợt mà Gò Vấp phong tỏa à. Cứ có cách mấy ngày rồi có một chiếc xe lại đâm vô cái thanh trắng giữa đường á. Dạ hả? Nhân tập lái hết hả? Trời ơi, cái gì đâm vậy? À, xếp hàng nghe chành xe á. Nói hàng á. Trời ơi, nhận hàng ở quê gửi lên hay sao ta? Ai biết đó. Đó là miền Tây hả? Ừ, thờ khu này là chành xe miền Tây. Ồ, vậy chắc là miền Tây gửi lên rồi gấp. Chuyện gia đình có gì hết. Đi đại gửi lên chuối đồ. Khu này chành xe nhiều. Trẻ ăn đông rồi. Kiểu có gì nhà vườn, có quê ở quê, có gì hút gửi lên hết. Bất chấp. Con ơi, nhà còn mấy ký mít, ký sầu riêng thì nó ăn tạm 2 tuần. Trời ơi, vậy ăn tạm. Ôi, em cũng muốn ăn tạm. Ăn không hết đi bán được. Đồ nhà cho đi bán. Kì. Bán mới là người có đầu óc. Em để em ăn cũng hết mà. Nóng. Vậy mới chia ra nửa tháng đó. Ăn giãn cách luôn. Tính đang sầu riêng sống qua ngày. Phải sầu riêng sống. Sao chứ mỗi lần em thấy ông cậu em gửi chuối gì cho thằng em họ em á, như kiểu ăn chuối sống qua ngày vậy. Không gửi đi bán á. Không, gửi Sài Gòn mà. Đi Sài Gòn đi bán á. Con ơi, bán chuối lấy tiền đóng tiền trọ nha con. Không, lấy cả nhà em. Con ơi, lấy chuối đóng tiền điện nha con. Cái đó chắc được. Không, xe bị cướp ga á. Thôi thì anh có trát em. Anh rảnh quá. Rác về cho coi clip rồi thấy.
tay không gì? Bận ga mà ga lại lên nha. 8:57 nha. Sáng xưa đi xe học đâu? Cho đi tiền. Đi xe rớt cho bao giờ bị gì đâu. Cho tiền của Tiger cũng không bị. Không. Bán xe đi mua chục cái chiếc xe rớt. Mua Tiger. Bán xe này mua 1/4 chiếc Tiger. Mua chục chiếc xe rớt. Đi sướng. Sướng à? Sướng. Đi ra sướng mà. Ừ. Kể. Thích chịu. Bữa sau đi xe rớt. Đập cho bia. Tại đập cho sướng mà. Ta chịu tới mức đó là thôi. Đau má. Hóp má vô. Tưởng tượng như anh đang bóp má em. Đường này có gì đúng không ta? Không. Cái đường nào? Nguyễn Trãi. Dạ hả? Không nói sớm, đi Nguyễn Trãi cho. Thôi tiền đâu mà chị. Tập thể em, tháng sau trẻ. Ở đó mình đi rồi đúng không? Ừ. Mình đi uống nước. Ừ. Đông ghê ha. Do mua trái cây rồi gì. Mày chỗ đó siêu mắc không? Cái siêu thị mua. Ừ mày chắc không còn con đường nào hết. Mà chỗ đó trái cây ngon hay sao tao mua? Trái cây nhập á. Ồ, mắc quá hả? Ừ. Không biết ngon không mà mắc kìa. Ngon, nói chung mày tính theo trái cây nhập thì chỗ đó cái cự ly và phút gì á, cái đó mang mắc lắm. Cái đó là xét về trái cây nhập. Ừ. Mà xét về mặt khác hay sao? Nói chung vé cũng được. Nói chung mấy cái loại mà kiểu như rosemary này nọ nó cũng có. Chạy ăn cà phê. Không muốn mua vô uống thử. Đi quê bè nữa. Bạn có tặng thêm cái gì thì ngày mai bạn cũng nghỉ bán thôi. Chỗ này như nghỉ lâu mà. Vậy hả? Đi đồng nghỉ lâu rồi. Tự nhiên trên cái cây cột đèn giao thông á. Ừ. Dán cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đẹp sốc. Còn gì giao thông cũng phải tu tâm dưỡng tính à. Thấy là đường vượt đèn đỏ. Trời LA giảm giá thì sao ta? Âm ấy vậy? Đó đi phố anh định gắn cái thùng nhỏ nhỏ vậy á. Chiếc đó chiếc gì vậy? Kawasaki VK175. Em thích chiếc động gì vậy? Động cơ 177cc với giá 7-8 mấy triệu. Nhưng mà cua bắp thấy bà. Vậy hả? Thế là em thích dán vậy á. Có công phải thi cái bằng A2 nữa chứ. Thôi xe không gương nhé.
gì đó. Mấy chiếc đó nhìn cũ quá. Em thích gì? Em chỉ thích là cái gì mà một là classic thùng, hai là hiện đại thùng. Em không thích cái thế mà kiểu... Modern hiện đại. Ừ, không Modern thích thứ lai. Em không thích thứ lai tập. Dạ là không thích trái âm. Biết trái âm thùng đi. Kiểu cổ điển thùng đi thì thích thôi. Tiger là hiện đại thần nữa. Mẹ kết hợp là phải kết hợp làm sao mình tránh ra cái chất là khó lắm. Thì mình thích ghê chỗ cái thùng cho mấy bạn. Ăn nguyên cái thùng thịt gà đó hả? Ngán chết luôn á. Tính là ăn thịt gà mau ngán hơn thịt heo vậy. Sao mua gì nè? Không biết. Để ghé mua nè. Ui, thấy rồi. Thành cái điểm gì luôn rồi, tập kết hàng à, tiếp xúc mùa thi trường gì hả, tiếp xúc mùa thi chỗ thăm đó à. Mà bây giờ phải như hồi xưa nữa đâu, tiếp xúc mùa thi ta hồi xưa còn tỉnh khác lên thi khó khăn này nọ còn giờ thi tại địa phương mà tặng cho cái màu. Thi địa phương khác là thi tốt nghiệp nè. Ủa rồi xong như kiểu mấy ngày không tỏ rồi được dẫn trái thì ỉa không? Thì ở trong nhà mới dẫn đi ỉa. Kỳ nha. Rồi nhắc nhở gì đây? À không, tiếp tục đi. Tôi là tôi nhớ tôi quăng nem mới lại đó nha. Hồi tôi quay lại tôi kiếm. Có mua bánh mì gì không? Mua nữa hả? Ở trước nhà còn mỗi bánh mì hả cô? Em nghĩ chỗ đó không có dịp đâu. Mua trà sữa đâu được nhỉ? Trên đường này có à? Đường này á? Trà sữa Huy gì á? Phía này luôn nè. Đi qua cầu Thị Nghè. À! Trên đường xuống biết Nghệ Tỉnh á. Biết cầu Thị Nghè luôn. Trời sao tôi không biết trời. Mắt thì tôi không biết. Màu đường á. Mua trà dâu anh. Một trà sữa, một trà dâu. Trời, mấy ngày nữa là không được uống trà dâu rồi đó. Mua em sữa tươi không? Giờ ghé mua hả? Ừ. 9 giờ rồi. Ủa, nó còn rồi. Còn mua. Ghé TH Too Much á. Chắc 9 giờ đóng cửa. Nè, còn mở nè. Cái đèn đó như cái đèn sao? Mua trà dâu hả? Ồ. Mua trà sữa gì không? Mua. Ở đâu? Huy đâu? Trà sữa Huy trên đường này, không nhớ chỗ nào thôi. Rồi. Xong, mở khóa làm chìa. Nhớ khúc não hả?
Google. Chữ đi chậm chậm chắc thấy. Được. Qua qua khỏi cái đèn đỏ chưa? Qua khỏi. Qua khỏi hả? Dạ. Ê đây nè. Em xin lỗi, em đâu có nhớ kỹ gì đâu. Anh đừng giận em nhé, đừng tung vô bùm bông ngàn người ta nhé. Anh đâu có dám giận em.